Vào mùa sen tháng 6, những người dân Tây Hồ lại bận rộn từ sớm. Mặt trời chưa dậy, người hái sen đã bắt tay vào việc. Vùng đất Tây Hồ nổi tiếng với giống sen bách diệp trăm cánh, đượm hương và khoe sắc thắm là đặc sản độc đáo của riêng Hà Nội mỗi khi hè đến. Anh ơi, cho em mấy ít lá đây. Mùa sen đến cũng là thời điểm để các nhà làm trà sen Tây Hồ bắt tay vào vụ. Năm nay sen Hồ Tây mất mùa nên các đầm không rộ như mọi năm. Thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sen. Giá sen vì thế cũng cao hơn. Thời tiết nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng sen. Ví dụ như là sen đầu mùa, sen cuối mùa nó sẽ khác vào chính vụ. Còn đặc biệt như năm nay thì là sen nó khá là bất ổn bởi vì do điều kiện thời tiết là có những cái hồ cũng là sen bách diệp nhưng cái mùi thơm nó không lên được. Năm nay là một cái năm biến động rất là nhiều cho nên là có những cái hồ là có sen là có sen rất là to, bông mẩy nhưng cái hương nó không đạt được. Vào vụ, những bông sen được mang về từ sớm, được gói trong lá sen để tránh hương bị bung khi mặt trời lên cao. Người Hà Nội mỗi năm đến mùa sen đều dành thời gian để ướp trà. Lấy sen ấy thì phải trước 4-5 giờ, 6 giờ là phải lên bờ rồi. Thế rồi là làm thì xuống và làm từ 6 giờ. Không làm nhiều thì 11 giờ mới xong tất tần tật. Cứ phải làm lấy cái gạo kia là cả cơ bản. Lấy nhanh nên không nó mất hương. Các cụ làm đây dạy chúng tôi cũng thế. Rồi bây giờ lại dạy cho các cháu. Cụ Ngọc là một trong những người phụ nữ Hà Nội vẫn luôn giữ nếp làm trà sen theo lối cũ. Đó phải là cách ướp trà khô được truyền dạy từ đời này qua đời khác. Ở đâu cũng không bằng sen ở Quảng Bá. Ở đâu người ta tốt lắm nhưng mà không thơm. Cái hương nó không được như Quảng Bá chúng tôi. Những bông sen hàm tiếu được đem về tách cơm sen, từng chút một, gom lại cho đủ đầy. Cụ Ngọc thường làm cùng các con cháu của mình. Vừa có người làm cùng, vừa cũng để vui chuyện. Nghề truyền thống của người Việt thường được kế thừa theo cách cha truyền con nối. Người sau học theo cách của người đi trước, như thế này. Những bông sen được chọn làm trà cần phải chọn lựa kỹ, nhưng khi tách cơm cũng phải thật khéo léo. Làm trà cần có những nghiêm luật. Theo các cụ là phải kiêng ghê lắm. Các chị phụ nữ nhà mình ấy có những cái ngày việc riêng ấy về cá nhân ấy thì người nó cũng không được trong sạch như cái ngày thường thì là các chị phải kiêng không làm. Nếu mà làm ấy thì nếu mà ai mà không biết vào làm hộ là hỏng của tôi cái mẻ chè ấy. Thế còn cái thứ hai nữa là đám ma, cái này nó kỵ ghê lắm. Nếu nói đến cầu kỳ thì trà ướp hương sen đích thực là một cách ướp nghệ thuật. Nó đòi hỏi những nghiêm luật riêng mà những người phụ nữ đã đúc rút từ đời này qua đời khác. Kể cũng lạ, thường chỉ là phụ nữ mới đủ kiên nhẫn, mới đủ khéo léo và đủ hài hòa để tách, để trộn, để ủ, để sấy, sàng từ ngày này qua ngày khác mới tạo nên một thứ trà ướp hương thượng hạng. Chúng tôi làm trung bình ý, 1.000 bông, 1 ký trà, 1.500 là thượng hạng đấy ạ. 1.500 bông mới được 1 cân chè. Nếu mà làm tinh khiết được 1 cân chè, chè khô ấy, thì phải 21 ngày. Nhưng giờ tôi thì ướp thế này thì nó ngon này. Ướp được rồi, ướp chiều nay rồi, cả một đêm. Đến độ 10 giờ sáng mai mới bỏ ra. Khâu cái bao tượng, quấn bao tượng rồi, xong ngoài mấy cái chăn, chiên chăn gì đấy cũng được. Quấn hết vào. Thế xong là bắt đầu đun nước sôi, đổ vào trong. Phải đến 24 tiếng. Vâng, 24 tiếng thì giòn lắm. Thì tha hồ bắt để hàng năm 2 năm không mốc ạ. Những hạt cơm sen xinh xắn, bé xíu trăng trắng kia sẽ được nhảy nhót hòa cùng với những cánh chè Thái Nguyên được chọn lựa kỹ càng. Đất nước Việt Nam trù phú và có nhiều vùng chè nổi tiếng, nhưng với mỗi loại chè ướp hương thì người ướp lại chọn lựa cho riêng mình một thứ chè phù hợp. Nghề mà nghề của làng mà mình là của đại diện cho một cái thủ đô tự hào ạ.
tự hào là truyền thống các cụ từ đời xưa bao nhiêu đời nay để chúng tôi vẫn cứ phải gìn giữ. Những bông sen ngoài kia vẫn lần lượt đua nhau vươn mình rộ bông. Các thế hệ người Hà Nội vẫn tiếp nối cách ủ hương, giữ trà theo lối truyền thống và phá cách lưu hương theo phương pháp hiện đại. Chị Nga cùng những người bạn của mình luôn bận rộn về cách ướp trà bông những ngày này. Thực ra cái cách truyền thống nó chính là cái nền tảng để cho các cái sản phẩm trà hiện đại có thể tiếp nối và có thể phát huy và đồng thời có thể sáng tạo được nhiều hơn trên cái sản phẩm trà đang có. Bởi vì là cái đấy là cái nền tảng và cơ bản cho mình về mặt lý thuyết, nhưng đồng thời cũng là một cái nguyên lý để mình có thể sáng tạo được nhiều hơn các cái sản phẩm trà để có thể là lan tỏa được nhiều hơn cái sản phẩm trà đến với nhiều người. Cách cho trà vào bông rồi ướp tuy không phải là cách làm mới, nhưng mới là ở cách lưu hương cho trà. Sẽ có một cái thời gian là dưỡng hoa. Đây cũng là cái thời điểm rất là quan trọng để làm sao khi bông hoa, sau khi làm trà thì cái cuống và cái bông và cái đài nó còn tươi nguyên và giữ được cái màu rất là tốt. Và cái tiếp theo nữa là cái phần, cái thời gian dưỡng hoa đấy sẽ cần phải có rất nhiều cái công đoạn. Tức là mình có thể cho hoa nghỉ, sau đó lại tiếp tục dưỡng tiếp và lại tiếp tục cho hoa nghỉ. Đây là cái công đoạn mà nó trải qua một cái quá trình mà cân đối về mặt thời gian và nhiệt độ. Công nghệ phát triển mang lại sự thuận lợi cho những người trẻ trong việc đưa sản phẩm truyền thống tiếp cận gần hơn với thị trường. Sản phẩm trà sấy cấp đông thì nó sẽ có cái mùi hương tươi, nhưng mà cái sản phẩm trà sấy thăng hoa ấy, nó vẫn giữ được, cũng không đến mức là tuyệt đối, nhưng mà có thể giữ được đến 90%. Tất cả cái hương của cái trà và cái độ ẩm nó đạt được cái mức độ an toàn, ví dụ như khoảng 5%, thì cái việc đấy nó giúp cho cái việc bảo quản cái hương nó khá là tốt. Và khi mình sấy ở cái công nghệ sấy đông khô thì nó bỏ qua cái giai đoạn là giã đông, cho nên là từ cái thể rắn sang thể khí luôn, cho nên là hầu như cái tinh thể hương ở trong đấy nó được giữ được rất là tốt và nó nằm được ngủ ở trong cái cánh trà, và bản thân cái bông sen nó cũng có thể là có giữ được cái màu sắc và giữ được cái hương vị đấy khá là tốt. Mỗi một mẻ sấy, cả nghìn bông hoa được lưu hương cùng lúc. Vụ trà hàng năm, nhóm chị Nga làm liên tục hàng chục vạn bông, mang tới cho thị trường những sản phẩm trà sen ướp bông đượm vị, giữ hương tốt. Mức giá của những bông sen ướp trà như thế này thường cao gấp đôi so với cách ướp thông thường. Mình rất là vui mừng bởi vì là hiện tại là không chỉ mỗi mình mà còn có rất nhiều bạn trẻ đang làm những cái sản phẩm truyền thống nhưng mà theo cái cách tiếp cận hiện đại và phổ cập nó ra được nhiều hơn với nhiều người. Và đấy là một cái cách để cho chính người trẻ của Việt Nam có thể tự hào và có thể là khoe được những cái sản phẩm đó, và đồng thời với những cái sản phẩm truyền thống có thể sống được trong đời sống hiện đại một cách nó có sự kết nối và có sự phát triển. Và đấy là cái cách mà những người trẻ suy nghĩ về truyền thống và yêu thương truyền thống và muốn lưu giữ truyền thống theo cái cách nó linh hoạt nhất và nó có tính thực tiễn nhất. Mùa sen đến, người Hà Nội thưởng sen theo nhiều cách, là những bình hoa thơm mát, là cách ủ trà, là cách uống trà. Những người già như cụ Ngọc vẫn miệt mài giữ hương sen bên mỗi tách trà. Mỗi chén trà là tinh túy của đất trời mang lại. Chúng tôi cũng hay uống buổi sáng hay là tối thì cứ anh em đến chơi, thân nhau đến chơi thì lại pha ra uống chi kỷ với nhau thôi. Nó vui, nó là cái tình cảm của gia đình mình cũng gắn bó, nó sum họp, nó gần gũi các cháu. Không chỉ theo lối uống truyền thống, cách uống trà lạnh, nhất là vào mùa hè, đang chinh phục khẩu vị của những người trẻ.
gìn giữ truyền thống với hương sen ướp trong trà thông qua nhiều cách thức ướp và thưởng thức mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. Giữa một cái thời tiết mùa hè rất là nóng nực như này được một cái loại đồ uống lạnh và nó không quá chát, theo cái những cái gì mà từ trước giờ mình biết về trà ấy, thì thực sự là một loại đồ uống rất là tốt. Món trà lạnh này mình thấy là cái món họ nghĩ ra cái cách làm rất là đặc biệt. Cái bình thường thì hay mọi người hay uống trà nóng, nhưng mà trà lạnh này thì nó dễ tiếp cận với giới trẻ hơn. Uống vào mùa hè thì rất là phù hợp. Bạn thích không? Mình rất thích. Sen đến vụ, người Hà Nội vẫn thường ướp trà. Dù là cách ướp truyền thống hay ướp trà cùng công nghệ hiện đại thì vẫn cần sự cầu kỳ, tinh tế của những người làm trà. Có như thế, trà sen mới giữ được vị trà thuần khiết, đượm hương sen.